Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đen. Thì trong video này thì em xin cập nhật chính sách giá của Accent thời điểm cận kề Tết, chuẩn bị chào đón Tết 2024 Giáp Thìn. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một số mẫu xe sẵn giao giá tốt của Accent. Thì đây là phiên bản đặc biệt. Bên em sẵn có những cái màu xe giá tốt là màu đen và màu đỏ. Xe thì sản xuất 2023 nhưng mà giá sẽ được giảm đâu đó cho quý anh chị rơi vào khoảng 47-48 triệu so với cả giá miết. Thì chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 498 triệu. Thì giá lăn bánh hiện tại cho quý anh chị tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận nó rơi vào khoảng là 557-558 triệu. Bên em có hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng, đó là chỉ với 20% giá trị xe và anh chị có thể vay được tối đa lên đến 80%, và cái lãi suất trả góp rơi vào khoảng từ 0,7% trên một tháng, nghĩa là anh chị vay 100 triệu thì sẽ khoảng 700.000 tiền lãi, và với cái giá trả góp chỉ rơi vào khoảng 166 triệu thì anh chị đã có thể là lăn bánh trả góp được chiếc xe rồi đó. Accent bản đặc biệt thì nó sẽ có những cái công nghệ vượt trội hơn bản tiêu chuẩn ở một số điểm như là ga tự động này, hệ bộ ghế da, điều hòa tự động, cửa sổ trời, la răng lớn hơn 1 inch, đây là la răng 16 inch, bản tiêu chuẩn là 15 inch, rồi hệ thống túi khí, rồi hệ thống túi khí và hệ thống gương chiếu bên trong chống chói tự động đó. Bản tiêu chuẩn thì bên em cũng sẽ có những cái màu sẵn giao giá tốt như là màu trắng này, màu đỏ, màu đen, với mức giá bán của bản tiêu chuẩn là bây giờ là khoảng 458-459 triệu, và lăn bánh tại thị trường tỉnh rơi vào là khoảng 515 triệu thôi ạ. Và trả góp thì cũng như chương trình của bản đặc biệt, chỉ cần 155 triệu đã có thể lăn bánh trả góp, không phát sinh chi phí rồi ạ. Tất cả các phiên bản Accent thì em có tặng cho quý khách hàng phụ kiện, đó là phim cách nhiệt, đó, phim dán cách nhiệt dán tất cả kính này, trải sàn da, bọc vô lăng. Đây là mức tiêu nhiên liệu của Accent ạ. Thì với đường kết hợp thì là khoảng 6,2 lít, đường trong đô thị là khoảng 85 lít và đường ngoài đô thị chỉ có là 4,86 lít thôi. Accent thì được trang bị với động cơ dung tích là 1.4 lít, dẫn động với hệ dẫn động hộp số 6 cấp, bánh răng. Vâng, thì Accent là một chiếc xe phân khúc hạng B giá tốt nhất và có những cái công nghệ nổi trội như là hệ thống đèn LED định vị ban ngày, rồi có mặt cản trước được mạ chrome khói sang trọng này, rồi đèn sương mù là đèn halogen có kiểu chiếu có bóng projector cho chùm sáng hội tụ, đèn pha cốt là đèn halogen chiếu qua hệ thống chiếu projector cho chùm sáng hội tụ nhìn rõ nét. Thì ưu điểm của đèn halogen là giá thành rẻ và cái tuổi thọ nó cũng khá là tốt. Và lại đèn halogen thì khi mà trong điều kiện đi sương mù thì sẽ phá sương rất là tốt, tốt hơn đèn LED. Hệ thống đèn nổ từ xa thì được trang bị cho phiên bản đặc biệt số tự động và bản số tự động bản thường, hai phiên bản số tự động. Cùng đến với hàng ghế phía sau thì Accent có được trang bị đó là cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, kèm cổng sạc tích hợp những cái tính năng sạc pin cho những cái thiết bị giải trí. Rồi bản số sàn, bản đủ, bản số tự động, hai bản thì đều có tích hợp tính năng đó là mở cốp thông minh khi mà có chìa khóa tiến lại gần. Đó, cốp của Accent thì anh chị có thể thấy là rất là rộng, cốp này có thể để được rất là nhiều chiếc vali cũng như là hành lý để anh chị thuận lợi đi công việc hoặc là mình đi du lịch. Cảm biến đỗ xe thì được trang bị 4 cảm biến lùi và có tích hợp camera lùi hỗ trợ đó. Tổng quan thì hiện tại bên em có cũng sẵn đủ màu của các phiên bản. Bản đặc biệt thì em lưu ý lại là sẽ có màu đen sẵn giao, màu đỏ sẵn giao, bản AT thường thì sẽ có màu trắng, màu đỏ, màu đen. Thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình, em sẽ báo giá chi tiết và cập nhật lại chính xác giá theo thời điểm. Kính mong
thì cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi, ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi. Xin cảm ơn, xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.